Chào bà con và các bạn nha. Thì mấy hôm nay là Tết cũng nhiều việc, mình cũng không có thời gian ra video. Đầu năm mới xin gửi lời chúc đến bà con và các bạn một năm mới giàu sức khỏe, an khang thịnh vượng nha. Bây giờ hôm nay mình đi dẫn các bạn đi đến thăm trại bò của Idol Quậy, cũng như là chúc Tết đầu năm đến Idol. Công việc hàng ngày của Idol. Rồi bò cũng có dê nha các bạn nha. Chứ gì nữa. Đâu có sung sướng gì đâu. Ủa, than chưa gì mới có đầu năm mà than sung sướng. Đây là căn nhà. Căn nhà độc lạ của Idol nè. Túp lều lý tưởng á. Túp lều lý tưởng, chứa gì vậy? Chưa có. Là lá cho dê hả? Lá cho dê. Rơm cho bò. Rồi, mở khẩu trang ra cho người ta thấy đẹp trai mà cháu. Rồi, chung trại bò đó. Chung bò nằm phía sau. Đồ, đó, đồ, đồ. Năm mới có gì khác không? Cũng như ngày bình thường thôi. Cũng đi chăn bò bình thường hả? Dạ. Lèo lý tưởng hai quả tim vàng. Mày nước. Ấm nước. Ấm nước. Mà trà. Trà. Uống trà không? Uống chứ. Uống bia. Anh về lấy bia vô uống. À, uống trà thôi, uống bia không? Cũng bị hư người hết á. Chứ lâu lâu ngày Tết mà. Tết vậy không uống đâu. Đây là chuồng bò của Idol này. Nay cho ăn rơm không đi chăng hả? Nay có khách tới, đồ của nay có mình tới là anh cho ăn rơm, anh không đi chăng. Chứ mùng 1 Tết anh còn đi chăn mà. Có. Mùng 1, 2 Tết đi chăn hết đấy. Có mình tới là cho ăn rơm. Ăn rơm bữa nha. Đó. Bò nè. Những gương mặt thân quen của năm 2021. Bây giờ 22 rồi. À, bây giờ 22 rồi cũng vậy. Nhìn cái mặt y hình như bò luôn. Không khác gì hết. Bò sói ca hay là bò ca? Này là bò ca. Bò này bò sói ca, bò nhà nghèo. Bò nhà nghèo. Còn đây là Idol. Chào còn chào. Còn mấy cục rơm mà chào các bạn. Chào các bạn đã đờ. Còn mấy cục rơm để dành thôi chứ. Ủa trong cục rơm nó có gì vậy? Con gà. Gà, gà. Gà ấp trong cục rơm luôn này đó, gà này à, gà đó, gà đó, gà đen thui luôn. Tết đồ đi chăn bò đồ có xúc hành đồ lấy ngày đồ không? Dạ có chứ, lấy 2 giờ chiều một tết à đục. Chăn bò chăn bò cũng hành chứ hành lấy ngày nữa à. người ta chạy xe nè, ta lấy ngày chăn bò lấy ngày nữa, lấy xong lấy chạy xe người ta lấy 12 giờ đêm đúng không? Đúng. Mình lấy 2 giờ chiều thở. Chăn bò Idol cũng lấy ngày xuất khai đấy nha, 2 giờ chiều ngày mùng 1 Tết đó. Đó. Lấy ngày đường vàng chứ không phải là muốn thả là thả đâu nha, căng lắm, mày đồ căng lắm. Rồi không phải coi ngày. Dạ, năm mới rồi em có ước muốn gì không? Dạ em ước muốn là cho anh Liêm là nhiều con, cho người ủng hộ nhiều, cho người đăng ký nữa nè, dạ. Một like nè,
chia sẻ nè. Đó. Rồi mình cũng rau quy chiêu cũng hơi nhiều xíu. Đúng không? Thì giúp đỡ thêm nhiều người. Nhiều người nữa. Ví dụ mà nhà người nào mà có khó khăn thì anh Liêm giúp. Đúng không? Đó. Mấy cùng quân mà cho anh Liêm cũng anh Liêm giúp cho người ta. Đấy, các bạn này, cái mình đầu năm mình cũng nói luôn cái tâm nguyện của mình á, trước khi mà mình làm YouTube này là để mình muốn cái tâm nguyện nhiều người bước đến hơn, để có điều kiện mình có mạnh thường quân này, rồi nhiều người xem kênh mình, rồi khi mà bọc kiếm tiền á, mình sẽ có cái điều kiện mình giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Cái đó là cái tâm nguyện của mình, chứ không phải là mình làm để mình kiếm tiền cho cái cá nhân của mình. Thì nếu mà các bạn xem cái Facebook của mình á, mình đã làm từ 2016 tới bây giờ, mình cũng giúp cũng rất là nhiều hơn. Đó là cái tâm nguyện của mình khi mình lập kênh YouTube này. Cũng đó là nhiều bạn bè cũng như là em của mình có gợi ý cho mình là lập YouTube là với cái mục đích như vậy, cũng không phải là để kiếm tiền về cá nhân của con mình, với mình là cái tâm nguyện mình là cho đi là còn mãi, giúp được ai thì mình cứ giúp. Và hôm nay mình ghé thăm em nó, cũng như là chúc Tết đến bản thân em nó và gia đình, và lì xì. Năm mới anh cũng không có gì hết, chúc mừng tụi em. Dạ, cảm ơn anh Liêm, chúc mừng tụi em. Chúc em là năm mới là cố gắng bao nhiêu giữ gìn sức khỏe theo cái mình lựa chọn. Là em nó cũng có tâm nguyện, mình cũng có tâm nguyện là sau này nếu mà được thì em nó đi theo mình luôn. Rồi cũng liên quan với mình, vì có điều kiện thì giúp đỡ thêm nhiều người, tức là giúp đỡ thêm em nó. Còn bò thì không thể chăn cả đời được đâu, thì ai cũng đến thời điểm về già cũng có kiếm cái thu nhập thêm, thì bò thì sẽ tính chuyện sau. Thì mình cũng hôm nay mình cũng ghé chúc Tết em nó, như là muốn nói là cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình, như là tâm tư nguyện vọng của em nó. Thì chắc đầu năm cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến bà con và các bạn. Chúc các bạn là năm mới là dồi dào sức khỏe và quan sự như ý nha. Thôi có lẽ mình cũng xin kết thúc video tại đây, với cái tâm sự đầu năm như là thăm em nó. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Thôi, nếu các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa, hãy cho mình một đăng ký nè, một like, chia sẻ. Chào các bạn. Chào.